Chị Ý vô nhà rồi, Lu làm gì em bé vậy? Các bạn ơi, có một chú chó rất là thích ăn kẹo và nhau ăn đút kẹo. Chú chó ăn kẹo sô-cô-la. Giờ đút kẹo chó ăn kẹo gì? Mà kẹo hula, yuri mo mẹ. À, kẹo sô-cô-la. Con còn không? Trong trang con còn mẹ. Lại xin mẹ nữa nè dâu, thấy không? Dâu thấy không? Đó, thấy chưa? Thấy lọt của em phải không? À, lọt của em. Rồi, ăn từ từ thôi, ăn từ từ. Giỏi quá, em giỏi. Sâu răng đó. Ừ, Lu biết trà răng, Lu bị sâu răng cho coi. Mà lấy cái bàn chải của mẹ nữa nè. Lu phải ăn quậy cà, Lu nhai, Lu nhả, Lu nhai ra nữa. Lu ăn đổ tháo tùm lum hết trơn à. Lu ơi, hết rồi nè Lu. À Lu tưởng còn nè, dâu Lu cũng còn, Lu lại Lu liếm. Hết rồi. Đấy, trời ơi, cả tay tôi, ôi lọt. Quậy quá, cục kẹo lọt rồi kìa. Trời ơi, cục kẹo lọt ở đây mà cứ luôn cứ cắn tay mẹ. Nè. Một tháng sau. Chở em bé đi dạo hả con? Wow, em bé ngồi lên vỏ xe giống Hà Anh ngồi vỏ xe của con vậy đó. Lu chở em bé đi chơi hả? Trời ơi. Bé em.
tìm con trai hả? Lưu đâu, kêu Lưu ra đi. Ẩm luôn ha, ẩm luôn lên trên ha. Lưu đã ăn bé đi chơi. Rồi nó nóc nó gậy con hả? Dắt chó đi á hả? Rồi nó không thèm đi nữa rồi. Rồi đi. Chưa giáo cho là mùi rồi. Thế bà?